Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Hồng Phúc đang có mặt tại bãi tắm đá Ông Địa. Đây chính là một trong số những bãi biển đẹp nhất của Mũi Né, Phan Thiết, thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng của Bình Thuận. Tại đây thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp của những bãi cát trắng trải dài tít tắp, làn nước trong xanh, mát lạnh, cũng như là những hàng dừa cong vút. Và cũng tại nơi này thì quý vị và các bạn có thể tha hồ thưởng thức được rất nhiều những món ăn ngon được chế biến từ hải sản tươi sống, một nơi rất lý tưởng để mà quý vị và các bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng một cuộc sống thư thái, yên bình và tuyệt đẹp. Có lẽ vì thế mà mỗi năm thì Mũi Né, Phan Thiết lại tiếp đón hàng ngàn lượt khách du lịch đến đây để tham quan, để nghỉ dưỡng. Cũng tại nơi này thì Hồng Phúc rất vui được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn về căn hộ biển cao cấp Ocean Vista, được mệnh danh là căn hộ view biển sở hữu lâu dài duy nhất tại Phan Thiết. Tại sao là duy nhất? Hồng Phúc sẽ đề cập trong phần tiếp theo. Còn bây giờ, trước khi trải nghiệm về Ocean Vista, mời quý vị và các bạn hãy cùng dành ít phút để chúng ta tìm hiểu về khu phức hợp Sealing City. Bởi vì Ocean Vista thì nằm trong quần thể của Sealing City nên hưởng trọn tất cả những tiện ích tại nơi này. Khu phức hợp nghỉ dưỡng độc đáo 5 sao Sealing City tọa lạc trên đồi trải dài tại đường Võ Nguyên Giáp, là nơi duy nhất có tầm nhìn hướng thẳng ra vịnh Mũi Né. Sở hữu vị trí lý tưởng với thiết kế mở, sang trọng, Sealing City sẽ là nơi đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Khu nghỉ dưỡng phức hợp Sealing City bao gồm 188 phòng khách sạn Sealing Beach đẳng cấp 5 sao, 315 căn biệt thự sang trọng nằm hòa mình vào trong sân golf 18 lỗ, được mệnh danh là sân golf trên đồi cát thử thách nhất châu Á. Lâu đài rượu vang đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Hay Fishing Club, nơi lý tưởng dành cho gia đình và nhóm bạn đang tìm kiếm không gian vừa thư giãn, trong lành, thoải mái, vừa có phục vụ nhu cầu ẩm thực tại chỗ. Và mảnh ghép cuối cùng, đó chính là Ocean Vista, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp ven biển đầu tiên và duy nhất tại Phan Thiết hiện nay, cho phép chủ sở hữu lâu dài khi chủ đầu tư sẽ cấp sổ hồng cho từng căn hộ tại đây, nằm trong quần thể Sealing City. Đây cũng chính là mảnh ghép có thể nói là đẹp nhất dự án khi có vị trí đắc địa về mặt phong thủy, với thế ý sơn hướng hải, lưng tựa đồi cao, mặt hướng ra biển. Ocean Vista cũng là vị trí gần biển nhất trong quần thể Sealing City và sở hữu riêng cho mình một bãi biển dài tuyệt đẹp. Dự án căn hộ Ocean Vista do tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư và đang được công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát, Hải Phát Land phân phối độc quyền, với tổng diện tích 7,8 hectare, bao gồm 4 lóc, mỗi lóc cao từ 6 đến 7 tầng, với tổng cộng 553 căn hộ ven biển đã hoàn thiện và đang được vận hành quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn cuộc sống của khách hàng tại nơi đây xứng tầm quốc tế. Ngoài việc tận hưởng những tiện ích chung của Sealing City, quý khách đặc biệt có thể thư thái tận hưởng những tiện ích mà chỉ riêng Ocean Vista mới có, như là một hồ bơi được thiết kế theo kiểu trang bờ với những chiếc ghế tắm nắng được đặt bên bờ hồ nước, tạo cảm giác vô tận cho hồ bơi và đồng thời mang biển đến thật gần với cư dân. Nhà hàng Ocean View chính là điểm nhấn của dự án, một không gian mở độc đáo nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Đây chính là địa điểm hoàn hảo cho việc tổ chức những bữa tiệc gia đình. Hiện tại, Hồng Phúc đang có mặt tại hành lang dẫn đến các căn hộ của Ocean Vista. Quý vị và các bạn có thể thấy hành lang rất rộng, lên đến 2,5m và còn được thiết kế đặc biệt, đón thêm ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, tăng thêm cảm giác rộng rãi, thoải mái và thuận tiện cho việc di chuyển. Các căn hộ của Ocean Vista đa dạng diện tích, từ 82,6m2 đến 338m2, từ một phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và penthouse. Không để cho quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong một căn hộ 3 phòng ngủ của Ocean Vista nhé. Tất cả phòng khách tại dự án được các kiến trúc sư thiết kế với phong cách hiện đại, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, và giúp cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn phong cách nội thất phù hợp với sở thích. 100% phòng khách tại dự án đều có ban công rộng để nơi sinh hoạt chung của gia đình, có khoảng không đón ánh sáng, đón gió, hay là nơi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh căn hộ. Thậm chí, quý khách có thể đặt một chiếc bàn nhỏ để thưởng trà ngắm cảnh biển ban đêm. Phòng khách, phòng ăn và phòng bếp được thiết kế liên hoàn, tạo nên một không gian mở nhưng lại rất gần gũi. Phòng bếp được bàn giao với tất cả hệ thống tủ bếp được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên và gỗ MDF cao cấp. Mặt bếp
từ chất liệu đá granite sang trọng. Bàn giao còn bao gồm các thiết bị nhà bếp như máy hút khói, bếp từ, lò nướng và vòi rửa chén đến từ các thương hiệu cao cấp như Maluka, Kager, Safari của Tây Ban Nha. Toàn bộ phòng ngủ ở đây đều được lát bằng gỗ Đức hoặc Thụy Sĩ. Phòng ngủ nhỏ cũng có đầy đủ thiết bị giống như là phòng ngủ master. Thấu hiểu được rằng giấc ngủ rất quan trọng, đó là lý do tại sao tất cả phòng ngủ tại Ocean Vista được thiết kế với cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên cũng như gió biển thông thoáng. Điểm khác biệt của dự án đó chính là 100% phòng ngủ master đều có ban công rộng và cửa kéo diện tích lớn, đem lại cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên. Nhà vệ sinh chắc chắn cũng là mối quan tâm của tất cả quý vị, sang trọng nhưng phải đảm bảo an toàn, tiện lợi và hiện đại chính là những tiêu chí mà chủ đầu tư Rạng Đông đưa ra khi lựa chọn các thiết bị vệ sinh để đưa vào danh mục bàn giao. Với kinh nghiệm, tâm huyết cùng sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu, tập đoàn Rạng Đông mang đến cho quý khách những sản phẩm tốt nhất phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Ocean Vista là sự lựa chọn hàng đầu và hoàn hảo dành cho quý vị.